Ôi thì chết rồi chồng ơi. Biết ngay mà. Đợt này ra Hà Nội thì trời rất là lạnh luôn. Mà mình thừa hiểu tính vợ mình vốn dĩ là chủ quan. Cho nên là khi mà nhìn vợ mình mang đồ skincare đi là mình biết chắc chắn là nó sẽ không đủ. Tuy nhiên, mình đã có một giải pháp giúp cho da của vợ mình không còn khô nữa. Đó chính là... Đây, đây chính là cách mình ghi điểm với vợ mình đây. Đây là kem dưỡng ẩm của nhà CeraVe. Anh đã lúc nào mà nhanh vậy? Anh đặt tại mua sắm VN Shop cho nên lúc nào cũng nhanh. Mà vợ biết không, cả hay nhất đó chính là tính năng có sẵn trên các ứng dụng ngân hàng cũng như là ví VNPay. Ví dụ như là Vietinbank, IB Mobile này, VCB, VC Bank này, BIDV Smart Banking và Agribank E-Mobile Banking. Đó, hay chưa? Như anh ấy thì anh hay mua ở trên app VCB, VC Bank. Em thấy đa dạng ngành hàng chưa này, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ công nghệ, cái gì cũng có luôn. Mà mua sắm ở trên VN Shop ấy còn cam kết là 100% hàng chính hãng nữa cơ. Đấy là chưa kể là em còn có thể áp dụng được cả mã giảm giá này. Hôm qua anh vừa thử xong thì em có thể trải nghiệm mua sắm rất là dễ dàng luôn ấy, chỉ cần vài bước là xong luôn. Đúng là việc mua sắm ở trên VN Shop rất là đơn giản và dễ dàng. Mình mà thiếu gì thì mình cũng sẽ lên ngay VN Shop để mà mua. Và vào những cái dịp cuối năm như thế này ấy, nếu mà các bạn cần mua gì cho bản thân này hay là cho những người thân yêu của chúng ta thì các bạn cũng lên trên VN Shop giống như là vợ chồng mình nhá. Với tiết kiệm thời gian lại còn với tiết kiệm chi phí, mọi người nhớ là tham khảo nhá.